Trời ơi, ngon dữ ta. À ngon ha. Mà nấu hết đó hả? Nó nấu hết, má làm hết á. Trời ơi, cái này là cái gì đây? Bò xào hành tây. À, cái này là hào nướng phô mai. Mà hào này hơi suy dinh dưỡng nha má. Ốm dữ vậy. Đây, mới hành này. À, cái này là hộp vịt lộn. Rồi, bữa nay ngày gì mà nấu toàn những cái món ăn vô là thấy rần rần. À, cái này không phải là cái ngày gì hết, mà cái này là những cái món ăn đặc biệt để dành cho những người đặc biệt. Còn biết, mà tôi muốn. Con biết là má lúc nào cũng cưng út đẹp trai của má nhất trên đời. Cảm ơn má. Cái món này là má nấu cho con đúng không? Không, nấu rất là ngon. Nhưng mà không có dành cho con trai cưng đâu con à. Má thương con à? Không, má rất thương con. Nhưng mà toàn cái món bổ dưỡng này thì má để dành cho... Đó đó. Ôi. Ghê nha, ghê nha. Hiểu chưa, hiểu chưa? Hiểu chưa? Ôi ghê nha, dữ dằn dện nha. Gì dạ? Ôi chú gì nữa. Gì hôm rồi á, là má là con thấy cái màu là má muốn cho con của em ẩm bồng á. Mày đừng có khùng. Khùng gì? Làm gì có chuyện đó. Ôi con nói thiệt. Hôm rồi là má là cứ tìm những cái món ăn mà nhìn thấy muốn rần rần rồi đó. Cho ba ăn đó. Con nói bà mới nhớ nè. Má con lên mạng ha, má con mua sách về, má con coi tìm hiểu nấu những món ăn bổ dương. Thì đó, hàu nè, rồi hộp vịt lộn nè, rồi thịt bò xào hành tây nè. Mày đừng có kể cái chuyện đó cho tao nghe. Tao dư sức tao biết. Nhưng giờ nè, nói gì nói cha, con, nhưng mà là những người đàn ông. Trong trường hợp này giờ ba phải giải quyết sao? Trời ba ơi, làm gì con? Làm cái gì nữa? Trời kêu ai nói dạ thôi ba ơi. Trời ơi, con cũng muốn có cảm giác của em lắm. Mày nói đi. Trời đất ơi, tao tưởng tượng tới cái cảnh đó tao khủng khiếp quá. Phu quân. Bữa nay sao mà bà ăn mặc giống như là vợ nhỏ của ông già Noel hả? Sai. Rượu minh mạng. Đúng. Phu quân thiếp đã uống rượu minh mạng. Còn phu quân đã ăn hào, ăn hành, ăn bò. Vậy thì bây giờ hãy lại đây. Lại đây. Nè, sao bà tự nhiên bà đánh tôi? Đánh vì ông có những suy nghĩ bậy bạ. Già rồi. Đây, con cái góp phần vô nữa. Thằng này nè. Ủa mắc gì con? Tại má chứ bộ. Má sao? Má chuẩn bị những cái món ăn rần rần đó cho ai? Trời ơi, những cái món ăn đó chuẩn bị cho thằng hai, cho anh Hoàng con. Má muốn có thêm cháu nữa, hiểu chưa? Trời đất ơi, sao bà không nói? Rồi thằng này nó lại nghĩ tầm bậy. Tôi tưởng bà chuẩn bị cho tôi làm cho mấy tụi nó tưởng là tụi nó sắp có em. Làm con mừng hụt chứ bộ. Con thắc mắc. Tào lao. Không hiểu gì hết. Bình thường con nghe là mình bồi bổ cho bà bầu, cho bà mẹ thôi. Tại vì bà mẹ mới là người mang thai mà. Đúng rồi, người phụ nữ người ta ôm đứa con trong bụng, người ta nuôi đứa con trong bụng, thì bà phải bồi bổ cho người ta. Thấy không? Đó là phụ nữ. Còn đàn ông mà họ đâu có mang đứa con trong bụng đâu. Thấy không? Đúng rồi, họ mang mang trách nhiệm thôi. Trách nhiệm đem tiền về mua đồ bồi bổ cho người phụ nữ thôi. Dinh dưỡng cho những ông bố tương lai rất là quan trọng. Bởi vì người đàn ông góp phần rất lớn để tạo nên một bào thai khỏe mạnh. Dinh dưỡng cho những người ông. Dinh dưỡng dành cho người đàn, những ông bố tương lai. Dinh dưỡng đó, tại lần đầu con nghe con không còn biết cái chuyện đó nữa. Mày hay quá. Ông bố tương lai là sao má? Má mày nói tao hiểu mà mày không hiểu cái đầu mày như thế nào. Bởi vậy lo tập tạ.
Tập đại riết mà nó trên nó nở, còn dưới nó teo. Tôi nói mốt thành hình chữ V nha. Thôi kệ con đi chứ ba hiểu sao, ba giải thích coi. Ý nói là người đàn ông nếu mà có sự bổ dưỡng thì người đàn ông cũng góp phần làm cho đứa con chuẩn bị sinh ra hoặc nó đang ở trong bụng mẹ nó nó phát triển tốt, vậy thôi. Đúng. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Bí Kíp Hạnh Phúc với khung giờ quen thuộc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và như câu chuyện chúng ta vừa theo dõi, bà Thủy đã đưa ra một chủ đề khá thú vị, đó chính là dinh dưỡng cho những ông bố tương lai. Quả thật, bên cạnh việc quan tâm đến dinh dưỡng của các bà mẹ tương lai thì việc chú tâm đến dinh dưỡng của các ông bố tương lai cũng rất quan trọng, bởi vì đó cũng sẽ là một phần để quyết định một bào thai khỏe mạnh. Vậy thì vấn đề này chúng ta sẽ phải giải quyết như thế nào? Và để hiểu rõ hơn về dinh dưỡng cho những ông bố tương lai, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Minh Ngọc. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Biết Cái Hạnh Phúc ạ. Vâng, và thưa bác sĩ, như vậy thì dinh dưỡng cho những ông bố tương lai là như thế nào để chúng ta sẽ có một bào thai khỏe mạnh? Thưa Minh Ngọc, thì cái việc mà để có một cái thế hệ sau nó hoàn thiện và ưu tú thì người ta sẽ chú ý cả dinh dưỡng cho người mẹ và cho cả người bố. Và song song với dinh dưỡng thì nó cũng có một cái về tâm lý, về thể lực, tất cả các cái, rồi về môi trường xung quanh nữa. Thì trong đó thì trước giờ người ta nói là chỉ cần cái người mẹ là quan trọng nhất, vì người mẹ là cái người là mà trực tiếp mang cái bào thai đó. Nhưng mà trước khi có bào thai hình thành thì phải có một cái sức khỏe của ông bố, phải được chăm lo chăm chút từng cái. Ví dụ như là người bố phải có sức khỏe tốt, phải kiêng các cái bia rượu, các chất kích thích, và phải tạo một cái cơ thể khỏe mạnh thì mới có được những cái tinh binh khỏe mạnh nhất, và để kết hợp với trứng của người mẹ để tạo thành một cái bào thai. Và sau này hy vọng bào thai đó phát triển thành bé lớn lên thì có thông minh, học giỏi và có những cái ngoại hình đó nó tươi sáng này nọ. Chứ còn nếu giả sử như mang trong mình một cái sức khỏe không tốt, người bố lúc nào cũng mệt mỏi, cũng bệnh tật, cũng ở mo, thì rõ ràng là nó không hy vọng một cái cơ thể của đứa bé sau này tốt lên được. Dạ, yeah. Vậy thì dinh dưỡng cho các ông bố tương lai thì chúng ta cần phải chú trọng những điều gì ạ? Dinh dưỡng cho ông bố tương lai đó thì chúng ta nên chú trọng ở các cái món ăn nó đầy đủ dinh dưỡng, dưỡng chất. Thì trong đó các nhóm đạm là được quan trọng nhiều hơn. Thì có nhiều cái món ăn, trong đó người ta thấy những món ăn mà nó làm cho cái cơ thể người nam giới hưng phấn và có cái nhu cầu sinh lý nó mạnh mẽ hơn sau khi dùng cái món ăn đó, hoặc là các cái bài thuốc, hoặc là những cái mà bài tập, những cái dưỡng sinh, những cái làm sao cho hỗ trợ cái đời sống vợ chồng được tốt hơn. Thì có những cái món ăn mà chúng ta có thể thường hay được ăn qua hàng ngày, nhưng mà nếu được bổ sung cho những ông bố tương lai thì càng thích hợp. Ví dụ như là chúng ta hay thấy những cái món như là giá hẹ, xào thịt bò, hoặc là những cái món mà liên quan tới cật heo, hay là những cái món liên quan tới các cái thuốc bắc, món hầm thuốc bắc chẳng hạn, những cái bài thuốc mà chuyên để tăng cường sinh lý thì nó cũng rất là tốt. Dạ, yeah. Như là câu chuyện vừa rồi chúng ta vừa theo dõi thì bà Thủy cung cấp cho con trai mình các thức ăn như là hàu, hành, hộp vịt lộn, và thậm chí là trong giấc mơ kia nữa thì bà Thủy còn cầm theo một bình rượu minh mạng. Thì liệu những thức ăn này có hỗ trợ cho sinh lý không ạ? Rõ ràng thì những cái món ăn mà như bà Thủy có nhắc tới đó thì đó là những món rất có lợi cho sinh lý nam giới. Ví dụ như là chúng ta thấy hộp vịt lộn, hộp vịt lộn có chứa những cái hoạt chất, những cái dinh dưỡng mà cần thiết cho việc tạo cái tinh binh, tinh trùng chất lượng tốt. Thì trong đó những cái món khác ví dụ như là hàu. Hàu là một loại hải sản mà chứa rất là nhiều kẽm, mà các cái thành phần của tinh trùng thì được cấu tạo bởi kẽm rất là nhiều. Cho nên thì nếu mà cung cấp được các cái chất đó, nó sẽ tạo cho một cái điều kiện. Tuy nhiên khi điều kiện cung cấp nguồn dinh dưỡng từ bên ngoài vào thôi, còn thực tế là phải có cái cơ thể nó phải khỏe, phải chuyển hóa được đó. Còn cái cơ thể nó phải hấp thu được đó. Chứ còn nếu giả sử như chúng ta cho cái người nam giới đó, như ông bố tương lai đó, ăn quá nhiều đồ bổ dưỡng, ví dụ như ngày nào cũng có hộp vịt lộn, ngày nào cũng có hàu hết, và ngay cả có thêm các cái bài rượu thuốc bổ dưỡng, bổ dương. Ví dụ như mình có nghe tới bài Minh Mạng Thang, thì đây là cái bài thuốc mà tương truyền rằng là của vua Minh Mạng, được các ngự y mà bào chế đặc biệt riêng cho vua Minh Mạng. Thì có một cái câu, cái giai thoại là khi mà dùng cái rượu này
thì vua Minh Mạng là nhất dạ lục giao sinh ngũ tử, sinh được 5 đứa luôn. Đúng rồi, thì có nghĩa là một cái rất là phi thường, chứ còn không thể nào người bình thường mà có thể đạt được điều đấy. Thì ý muốn nói là cái bài thuốc đó nó có tác dụng tốt để tăng cường sức khỏe. Tại vì với cái cường độ làm việc, với cường độ mà sử dụng nhiều như vậy thì phải có những thuốc bổ dưỡng kèm theo để phục hồi sức khỏe, chứ không thì cái cơ thể sẽ càng ngày càng suy yếu dần đi. Thế thì còn chế độ tập luyện cho các anh múa thì như thế nào? Về tập luyện thì đương nhiên là phải có vận động về thể lực. Cái thể lực chúng ta nên tập, nếu những cái người nào mà trước đây không có thói quen tập thể dục, không có thói quen vận động mà bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị có em bé nên chuẩn bị lao vào tập, thì cũng nên sẽ có tập nó nâng cấp độ từ ít tới nhiều, từ dễ tới khó. Chứ còn giả sử như tập nghe nặng nói liền là lập tức thì nó sẽ ảnh hưởng không đúng tốt chính nữa. Xác khi mà mình sợ quá, mình cần thể lực khỏe mạnh, mình lao vào phòng gym mình tập nặng ngay từ đầu thì nó rất là dễ bị chấn thương, và nó lại mang tác dụng phụ là không có hiệu quả và người ta sẽ không có duy trì được. Quan trọng nhất cái việc lập tập luyện nó phải đều đặn thường xuyên, và nó phải ngày nào cũng tập hết, thì và có thời gian nghỉ ngơi nữa. Ví dụ trong một tuần 7 ngày thì nếu mà tập nhiều thì thường tập khoảng 5 ngày thôi, nghỉ ngơi khoảng 2 ngày để cho cơ thể có tái tạo phục hồi. Còn nếu mà cứ nghĩ rằng là tập càng nhiều càng tốt, càng nặng càng tốt thì nó lại mang cái ý nghĩa là nó bị ngược lại, phản tác dụng. Rồi những cái người nào đã có thói quen tập luyện rồi chúng ta nên duy trì. Nhiều khi mình thấy cơ thể nhìn đẹp rồi, chưa chắc gì khỏe. Chưa chắc gì mà chúng ta phải nên có cái tăng cường độ dần lên để nâng cái mức cơ thể lên. Thế thì trước khi mà mình muốn có một em bé khỏe mạnh như vậy thì mình phải chuẩn bị sức khỏe, dinh dưỡng. Vậy thì còn những yếu tố nào mà mình cần nên tránh? Ví dụ như là hút thuốc là chắc chắn phải không ạ? Chắc chắn rồi. Về nam giới đi, để có một cái chất lượng tinh binh nó tốt thì chắc chắn là ông bố hạn chế tối đa các cái chất kích thích, trong đó như thuốc lá hay là rượu bia, hoặc là các cái cường độ làm việc là thức quá khuya, làm quá nặng nhọc trong cái khoảng thời gian đấy. Đôi khi không phải là chỉ ăn uống làm việc nó cực, mà cái stress, cái về tâm lý căng thẳng quá, căng cứng nó cũng sẽ làm cho cái cơ thể mình nó bị xáo trộn đi, và lúc đó cái chất lượng của cái tinh binh nó không được tốt. Rồi ngay cả người mẹ cũng vậy, nhiều khi hai bên gia đình nội ngoại đang mong cháu quá lâu rồi, hai vợ chồng mình cũng đã có thời gian 3-4 năm rồi, kiên cử rồi, lên kế hoạch rồi, thì hai bên hối thúc thì lúc đó hai vợ chồng lại căng thẳng lên, thì vô tình đẩy ra cái câu chuyện nó đi quá xa. Dạ, có nghĩa là chúng ta cứ để thuận theo tự nhiên, tập thể lực thật tốt và cũng như là đảm bảo có chất dinh dưỡng trong cơ thể mình. Mà Minh Ngọc nghĩ là không chỉ trong giai đoạn sau khi đã lên kế hoạch có em bé mà nên chăm sóc sức khỏe của bản thân mình thường xuyên là tốt nhất, phải không ạ? Cái quan trọng đó là chúng ta nên làm việc nó có một cái thói quen đều đặn và tốt dần, chứ không nên chỉ làm việc theo gói. Có nghĩa là tới cái giai đoạn đó chúng ta tập trung kiên cử nghiêm ngặt, rồi sau giai đoạn đó chúng ta giống như xả, coi như là buông lỏng hết, ăn uống thoải mái, rồi cơ thể chúng ta lại vô tình lại xấu hơn, tệ hơn lúc đầu nữa. Cho nên nó phải là một hình thành như những cái thói quen hàng ngày, nó sẽ phải tốt như vậy. Có kế hoạch hay không kế hoạch, chúng ta cũng phải đều đặn như vậy, bền bỉ như vậy, thì lúc đó cơ thể mình mới khỏe mạnh, mới lâu dài. Rồi mai nay mốt nọ mình có em bé nữa, từ cái giai đoạn chăm sóc em bé cũng nó cần rất nhiều sức khỏe, đòi hỏi sức khỏe, thể lực và tinh thần rất là ghê gớm, chứ không phải chỉ chuẩn bị lúc đầu không đâu. Dạ, vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và chắc chắn là vừa rồi thì quý vị cũng đã bỏ túi cho mình được rất nhiều bí kíp từ những lời khuyên hữu ích. Và Minh Ngọc tin chắc là với dinh dưỡng dành cho những ông bố tương lai như thế thì chúng ta sẽ có một thế hệ sau vô cùng khỏe mạnh. Còn bây giờ đây thì Minh Ngọc xin được nhắc lại khung giờ phát sóng quen thuộc của Bí Kíp Hạnh Phúc, 16:40 thứ 2, thứ 3, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ đây, Minh Ngọc và bác sĩ Nguyễn Trường Minh Thế xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả. Nghe chưa? Lộ bóng nhẹ. Đây là những người ba má đã lừa. Khi nào con có sự nghiệp ổn định, con sẽ tự lấy vợ, không cần ba má lo.